Kiều Minh Tuấn thú nhận tình cảm thật với Khay Tiên Nguyễn trước tin đồn các Phượng mang bầu. Lần đầu tiên Kiều Minh Tuấn lên tiếng thú nhận sự thật về chuyện tình cảm với Khay Thiên Nguyễn sau tin đồn hai người yêu nhau và các Phượng sẽ nằm mổ vào tháng 10 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Kiều Minh Tuấn cho biết anh không thích người ta nói nhiều đến chuyện tình cảm của anh và các Phượng. Nam diễn viên muốn mọi người tập trung vào diễn xuất và công việc của anh hơn là những gì thuộc về riêng tư. Là nghệ sĩ, chúng tôi cũng cần khoảng không gian riêng tư mà. Tôi với các Phượng đều là người, chúng tôi cũng sợ bị tổn thương khi sự quan tâm trở thành soi mói quá mức. Thương Kiều Minh Tuấn và các Phượng thì xin mọi người đừng soi mói hay nói quá nhiều về chuyện có con của tôi với Phượng nữa. Có những lời lẽ như dao găm, đọc mà thấy xót lòng lắm, Kiều Minh Tuấn cho biết. Nam diễn viên Em Chưa 18 bày tỏ, từ năm ngoái đến nay, đi đâu cũng bị hỏi về đám cưới. Mọi người hỏi ít lại không chừng chúng tôi cưới thực đó, nhưng chúng tôi vẫn yêu thương nhau và sống tốt thôi. Gia đình tôi hiện giờ có tôi, các Phượng và cô Bơm. Cũng rộn rã tiếng cười rồi, hồi trước Bơm nó sợ có em lắm vì lo làm mất tình thương của chú Tuấn và mẹ Cát. Nhưng giờ lớn lên, Bơm không có suy nghĩ đó nữa. Bơm cũng muốn có em cho vui cửa vui nhà, lại có thêm người chơi chung cho đỡ buồn. Chưa dừng lại ở đó, Kiều Minh Tuấn giải bày thêm rằng anh rất muốn có con với các Phượng, nhưng mà con cái là duyên trời cho. Nếu duyên đến thì mình nhận, còn chưa đến thì thôi, không gì phải vội vã hay lo lắng, buồn phiền nữa. Anh với các Phượng cũng đã nói chuyện với nhau về điều này, cũng thông suốt và động viên nhau nhiều. Bây giờ hai người không gượng ép, chỉ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đề cập thêm đến chuyện, năm em thừa nhận rung động và có cảm tình với anh, Kiều Minh Tuấn cho rằng đó chỉ là cảm xúc trong vai diễn, còn bình thường hai người vẫn là đồng nghiệp. Kiều Minh Tuấn nói, tôi nói thật, khi diễn cảnh tình cảm, cần có cảm xúc thật, nếu không thật thì làm sao diễn cho ra được. Bạn xem phim Hollywood, có thấy diễn viên họ đóng đạt không? Xem mà mình nổi da gà vì đóng quá thật, là bởi họ biết nuôi cảm xúc, biết tách biệt giữa đời thật và đời trong phim để hóa thân cho trọn vẹn. Đồng thời, nam diễn viên khẳng định, không phải chỉ riêng nam em, mà như đóng với Khay Thi cũng vậy, anh chủ động bảo Khay Thi đi chơi cùng mình. Sau đó, Khay Thi leo lên xe, anh bắt cô phải ôm eo để tạo cảm xúc, đó là nuôi dưỡng cho nhân vật của mình. Còn khi đóng xong, mọi thứ phải đâu vào đấy. Thoát vai là tôi trở về với các Phượng và gia đình nhỏ của mình, không còn là hình ảnh trong phim. Có như thế thì mình diễn mới đạt, chính mình còn không tin mình yêu cô gái kia trên phim, thì làm sao khán giả tin được. Tôi quan niệm khi đã vào phim là phải hết mình. Còn cứ ngại đụng chạm hay nhạy cảm quan hệ nam nữ kia thì khó lòng cho ra đời dự án hấp dẫn lắm, Kiều Minh Tuấn khẳng định. Trước đó các Phượng bất ngờ đăng tải đoạn trạng thái khá dài nhằm chia sẻ về chuyện nằm ổ, khiến nhiều người tò mò, xen lẫn vui mừng. Cô cho rằng, ai sắp sinh em bé nhớ chụp hình y vầy cho bé ngang, ba mẹ bé cũng chụp luôn, để một đứa thì chụp sau một đứa. Anh Hoài Linh ơi, anh từng phán em một câu, mày sẽ mua nhà, căn nhà trị giá 2 tỷ 8. Và đúng một năm sau, em và Kiều Minh Tuấn mua được căn chung cư hiện đang ở, với giá 2 tỷ 8, trăm mấy chục. Năm nay anh lại phán, mày còn hai đứa con nữa ngang, mày sẽ đẻ trong năm nay. Năm sau có khi nào em sinh đôi không trời ơi, ông Linh ổng phán cái gì là rợn tóc gáy cái đó. Em sắp xếp mọi công việc sẽ hoàn thành tất cả vào cuối tháng 10, tháng 11 năm nay em nằm mổ ngang. Tháng 11 em nằm nghỉ dưỡng thì em lại tiếp tục nợ cái live show của anh với khán giả nữa rồi, để trước đã anh nha. Ôi sao em nói như đúng rồi vậy ta, làm như muốn là đẻ được vậy. Vậy đi, biết đâu. Hiện tại các Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn sống chung cùng nhau và chưa tổ chức đám cưới. Cặp đôi đã yêu nhau được 9 năm và Kiều Minh Tuấn từng chia sẻ, chúng tôi quen nhau được 9 năm, ban đầu cả hai làm chung nhắn tin qua lại rồi yêu nhau luôn. Tôi không biết chính xác điều gì ở các Phượng thu hút tôi, tình cảm thì khó lọc ra để cân đong cụ thể. Trường Giang nặng thối trăng hoa hay là Jupia của Khánh My? Sau câu chuyện yêu đương ồn ào với nam em, diễn viên người mẫu Khánh My vừa tiết lộ với truyền thông, diễn viên hài Trường Giang từng theo đuổi cô trong thời điểm đang cặp kè yêu đương với diễn viên Nhã Phương. Theo đó, Khánh My tiết lộ, thời gian anh Giang nhắn tin cưa cẩm tôi cách đây chưa đến một năm. Từ đó đến giờ, anh Giang luôn thừa nhận với mọi người rằng thích Khánh My. Tôi có hỏi anh Giang rằng, em thấy hình ảnh của anh với Nhã Phương đang rất hạnh phúc, hai người còn sắp cưới nhau nữa mà. Tôi hỏi thẳng anh ấy như thế, nhưng anh ấy vẫn nhắn tin cưa cẩm. Theo lời Khánh My, thời gian giữa cô và Trường Giang quen biết từ năm 2011-2012, khi đó cô Trấn Thành Trường Giang có quay chung nhiều tiểu phẩm, sau đó họ cùng nhau đi ăn. Trong showbiz mà, mấy anh em cũng hay gặp mặt.
Anh Trường Giang có cảm tình với tôi, nhưng anh ấy không phải gu của tôi. Có đôi lúc anh Giang rất thẳng tính, anh ấy thích ai thì sẽ nhận. Anh mê gái đó, anh rất thích em vì em đẹp mà. Vậy nên có bất cứ cô gái nào nghe lời anh ấy nói thích mình sẽ siêu lòng ngay tức khắc. Bởi anh Giang rất nổi tiếng, chiều phụ nữ và cực kỳ lãng mạn trong tình yêu. Trong showbiz này có nhiều người đẹp mà, không chỉ riêng tôi đâu. Chẳng biết anh Giang đã thích bao nhiêu người rồi, cô nói. Nhiều cô gái cùng rơi vào vòng tròn tình ái do Trường Giang tạo ra. Nhưng quan trọng là mình có để họ chơi mình hay không. Anh Giang là người trăng hoa. Sự trăng hoa ấy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Trước giờ tôi không quen người trong showbiz bởi vì những ồn ào lộn xộn có thể vướng phải. Từ chuyện anh Giang cưa cẩm, tôi lại thấy những người đàn ông nổi tiếng trong showbiz kỳ quá. Khi biết có nhiều người con gái để ý mình, họ trăng hoa theo. Chưa chắc Trường Giang không yêu Nhã Phương, nhưng có thể anh ấy không chống lại được cám dỗ. Khi mà có quá nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh và thích mình, cô nói. Và đây cũng chính là lý do cô đã từ chối cặp kè với Trường Giang. Cả showbiz này, cả Việt Nam đều biết anh Giang và Nhã Phương đang yêu nhau. Vậy thì không hà cớ gì mình lại nhảy vào làm người thứ ba hết. Với lại nếu chuyện đó có xảy ra thì thật đáng thương cho Nhã Phương. Bất cứ người phụ nữ nào cũng cần được hạnh phúc, Khánh My bày tỏ. Hơn nữa với Khánh My, nghệ sĩ hài Trường Giang không phải gu của cô, nên cô đã không cặp kè với Trường Giang. Cô khẳng định trong câu chuyện của nam em, mẹ cô ấy có chia sẻ rằng Trường Giang đến nhà chơi hàng ngày. Thật hư việc này cô không biết vì cô cũng chưa nói chuyện với nam em về việc này. Nhưng trong khoảng thời gian tán tỉnh tôi, anh Trường Giang có đến nhà tôi. Anh ấy cũng hay gặp và ăn cơm với các anh chị trong gia đình tôi. Anh Trường Giang ăn uống với anh chị tôi mà, anh ấy gần gũi lắm. Anh ấy kiểu như là đi quay về xong rồi hỏi có rảnh không, anh ghé tới nha. Theo Khánh My, người góp phần cho Trường Giang mang thói trăng hoa chính là Nhã Phương. Nhã Phương yêu Trường Giang quá nhiều và hết lần này đến lần khác tha thứ cho bạn trai, dù có chuyện động trời gì xảy ra. Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng Nhã Phương cũng quay về với anh Giang. Nhìn hình ảnh anh ấy và Nhã Phương, tôi nghĩ họ đã làm lành. Mọi người cũng hỏi vì sao Nhã Phương lại chấp nhận quay về. Nhưng bạn nên hiểu là cô ấy đã chấp nhận được những ồn ào của hôm nay, thì cả đời này cô ấy sẽ tiếp tục chấp nhận, Khánh My nói. Dù Khánh My khẳng định quyết định chia sẻ chuyện tình cảm với Trường Giang không phải là một chiêu trò để PA tên tuổi, cũng không phải để ăn theo ai cả. Nhưng trong việc này Khánh My không hoàn toàn vô tư, bởi bộ phim cô tham gia sau 4 năm im ắng cũng vừa được lên sóng. Đó là lý do bên cạnh những đồng cảm, cũng không ít người ném đá người đẹp vì mượn gió bẻ măng. Dù vậy, chuyện trăng hoa của Trường Giang không phải là chuyện lạ trong showbiz. Nhiều câu chuyện yêu đương của nghệ sĩ này truyền miệng nhau rất nhiều trong hậu trường. Khánh My tên thật là Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1991 tại Kiên Giang. Cô giỏi cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Ngoài đóng phim, cô còn là cánh tay đắc lực cho sự phát triển công ty bất động sản của gia đình. Khánh My thường xuyên xuất hiện với hình ảnh gợi cảm khi đi sự kiện. Những bộ ảnh bán nude, như táo bạo khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm. Bị phanh phui tán tỉnh Khánh My lúc hẹn hò Nhã Phương, phía Trường Giang nói gì? Giữa lúc người đẹp Khánh My công khai có hẹn hò với Trường Giang, phía nam danh hài đã giữ im lặng. Chuyện ồn ào giữa nam em và Trường Giang chưa hết nóng. Nam em vẫn chưa phải là cô gái cuối cùng lên tiếng về chuyện tình cảm với Trường Giang. Khi mà mới đây người đẹp Khánh My cũng vừa tiết lộ được nam danh hài này tán tỉnh, trong khi vẫn công khai yêu Nhã Phương. Ngay sau đó, chia sẻ tại báo, Khánh My đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin danh hài Trường Giang tán tỉnh cô. Dù khoảng thời gian đó, nam danh hài vẫn đang yêu Nhã Phương như báo chí vẫn đưa tin thường ngày. Có lẽ câu chuyện này chắc là một chuỗi câu chuyện rất dài để cộng đồng mạng bàn tán. Khán giả lại được phen ngỡ ngàng khi danh sách người đẹp bước qua cuộc đời của Trường Giang cứ thế nói dài không có hồi kết. Sau cú sốc nam em và giờ là Khánh My, nhiều người tự hỏi rằng sẽ còn bao nhiêu cô gái nữa đã từng được danh hài xứ Quảng này tỏ tình. Trong thời gian vẫn đang hẹn hò với Nhã Phương, Trường Giang có nhắn tin tán tỉnh Khánh My, nhưng người đẹp này đã từ chối thẳng vì không muốn làm người thứ ba chen ngang vào cuộc tình của Trường Giang và Nhã Phương. Người đẹp Khánh My cũng tiết lộ thêm thông tin Trường Giang thường xuyên khen cô đẹp và nói nhiều lần với việc rất thích cô. Anh Giang có nhắn tin qua lại với tôi trong thời gian còn hẹn hò Nhã Phương, nhưng tôi từ chối thẳng vì tôi không cho phép mình là người thứ ba. Trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa cũng không nên như thế. Cả showbiz này, cả Việt Nam đều biết anh Giang và Nhã Phương đang yêu nhau, vậy thì không hà cớ gì mình lại nhảy vào làm người thứ ba hết. Với lại nếu chuyện đó có xảy ra thì thật đáng thương cho Nhã Phương. Bất cứ người phụ nữ nào cũng cần được hạnh phúc. Khánh My cho hay cô quen biết Trường Giang từ năm 2012 khi làm việc chung trong một dự án.
Họ sau đó có đi ăn chung và nam danh hài bắt đầu tán tỉnh cô cách đây gần một năm. Nữ diễn viên Tình Xuyên Biên Giới cho biết, Trường Giang nhiều lần bày tỏ mong muốn đến nhà Khánh My, anh tỏ ra thân thiết và gần gũi với những người thân của cô. Điều này khiến nữ diễn viên nhiều lần rơi vào tình huống khó xử. Trong khi đó, những người có liên quan trực tiếp đến câu chuyện này là Trường Giang hoàn toàn giữ im lặng, liên lạc với quản lý và cũng là anh trai của Trường Giang để hỏi về việc Khánh My tiết lộ chuyện tình cảm với nam diễn viên. Sau đó, anh trai Trường Giang cho biết đang có công chuyện ở ngoài nên không thể tiếp tục cuộc trò chuyện.